Nữ MC Anna như thể đã ăn nhầm phải thứ gì đó, khiến cô ấy đã nôn ra một thứ chất lỏng màu đen nhấp nháp. Người đồng nghiệp ngồi bên cạnh đang định tìm cách chen quảng cáo vào, thì Anna lại phun thứ chất lỏng đó lên mặt ông. Chất lỏng đó có vẻ rất nóng, dãy giụa được một lúc thì cả khuôn mặt ông cũng tan chảy hết. Cách đây không lâu, Anna còn là một phóng viên mới vào nghề. Cô được phái đến thị trấn này để điều tra về một truyền thuyết đô thị. Nghe nói, ở trong đường cống nước ngầm có một con quái vật kỳ lạ, vừa giống người, vừa giống chuột. Chúng sợ ánh sáng, ban ngày thì ẩn nấp, đêm đến mới mò ra. Cứ đến buổi tối là chúng lại gây ra những tiếng động kỳ lạ trong cống nước. Rất nhiều người từng nhìn thấy chúng, người dân trong thị trấn gọi nó là người chuột, còn chỉ cho Anna biết đường cống nước mà họ đã trông thấy người chuột đó. Vì dòng nước ở đây rất là hôi thối nên Anna không muốn đi vào chút nào, nhưng cấp trên đã nói rằng không muốn làm thì cuốn gói rời khỏi đài truyền hình ngay. Thế là không còn cách nào khác, Anna vẫn phải đứng trước cửa cống để đưa tin. Bên trong cống cứ thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng động kỳ lạ. Anh camera hình như đã nhìn thấy thứ gì đó đáng ngờ rồi, hình như là người, anh kéo cô đi vào trong xem sao. Bên bờ cống, Zep phát hiện một tấm giường bằng giấy carton, lật chăn lên thì chỉ thấy rác và vài món đồ chơi. Zep hơi thất vọng, nhưng Anna thì lại khác. Khi nhìn thấy những món đồ chơi thì cô đã nghĩ ngay đây sẽ là một tin rất hot, bởi vì trong cống khả năng là có trẻ nhỏ sinh sống. Một khi tìm được nhóm người này, đưa tin về cuộc sống của họ rồi phản ánh xã hội này thì người tiếp theo nhận giải phóng viên xuất sắc chắc chắn sẽ là cô. Mặc kệ Zep phết lời ngăn cản, Anna vẫn chạy nhanh vào trong. Họ lang thang trong cống. Không lâu sau, Anna dừng lại ở một lối rẽ. Zep chiếu đèn vào trong, bỗng trông thấy có một bóng người. Cách đó không xa, họ phát hiện ra một cái lều cũ nát. Trong lúc đang ghi hình, bỗng họ trông thấy có thứ gì đó đang động đậy. Zep sợ đến đứng tim, đánh rơi cả camera, kêu Anna mau chạy khỏi nơi này. Nhưng đến lúc này rồi, Anna không hề có ý định dừng lại. Cô nhặt máy quay lên, an ủi anh tiếp tục công việc ghi hình. Quả nhiên, tại một lối rẽ khác, họ gặp phải một người ăn xin. Ông ta toàn thân nhem nhuốc, tinh thần có vẻ không được bình thường, không thể nói một câu rõ ràng mà trong mồm còn phun ra một thứ chất lỏng màu đen nhấp nháp. Khi nghe thấy gần đó có tiếng động lạ, biểu cảm của ông ta liền thay đổi ngay. Zep không thể chịu đựng thêm một chút nào nữa, anh giục Anna mau chạy đi. Mà trước khi rời đi, cô còn không quên để lại một tấm danh thiếp. Trong đường cống tối tăm, hai người chạy về hướng lối ra, nhưng vì bên dưới đó quá tối nên hai người đã bị lạc đường. Bỗng nhiên có người từ phía sau đánh ngất hai người họ. Không lâu sau, Anna tỉnh lại thì phát hiện mình đã bị trói, xung quanh có rất nhiều kẻ ăn xin, còn có người đang cầm máy quay chĩa về phía cô. Anna sợ hãi run rẩy, nói rằng mình xuống đây là để giúp mọi người. Lúc này, ông cha xứ từng được cô phỏng vấn trước kia, bỗng nhiên xuất hiện ở đây. Ông hỏi cô giúp mọi người như thế nào, cô nói rằng cô sẽ đưa tin về cuộc sống của họ cho công chúng biết. Nhưng cha xứ lại nói rằng, trước tiên cô hãy nghe câu chuyện của bọn tôi trước. Zep bị trói chặt chân tay, đưa đến một miệng cống nhỏ. Cha xứ cất tiếng hỏi, bỗng có một sinh vật quỷ dị đang chậm chậm bò ra. Hóa ra, nó chính là người chuột, Ratma. Miệng nó chảy ra một thứ chất lỏng màu đen. Cha xứ múc lấy một bát, lấy danh nghĩa Ratma rồi đổ lên đầu Zep. Chất lỏng ấy cứ như là axit vậy, nó nhanh chóng ăn mòn cái đầu của anh. Anna cũng bị đưa đến trước mặt người chuột. Nó phun thứ chất lỏng đó lên đầu cô. Cô rất sợ hãi nhưng lại không bị chết bỏng như Zep, mà cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm sau, cô được cứu ra khỏi đường cống, trở thành tin hot trên đài truyền hình. Sau khi trạng thái đã tốt hơn, cô quay lại đài truyền hình và tiếp tục đưa tin như bình thường. Bỗng nhiên, miệng cô phun ra chất lỏng màu đen. Anna tuy là đang dẫn chương trình, nhưng lại chỉ toàn nói một câu. Dường như cô đã trở thành một thành viên của Ratma rồi. Công ty tang lễ này đã nhận một đơn việc kỳ lạ. Khách hàng yêu cầu phải ghi hình lại quá trình tang lễ. Nhưng quan tài của người chết lại không bình thường chút nào. Nó cứ bị lệch về một phía hoài. Hayley nhận việc trông coi qua đêm cảm thấy hơi sợ. Nhưng vì công việc nên cô phải cố gắng làm. Sếp cô dặn dò một lúc rồi rời đi. Trong nhà tang lễ rộng lớn chỉ còn lại một mình cô với cái quan tài này. Để linh đường không bị yên tĩnh quá, Hayley đã mở một chút nhạc nhẹ. Nhưng đêm lại rất dài, mà cái quan tài kia trông cũng rất quỷ dị. Để đỡ sợ hơn, cô đã gọi điện cho bạn thân của mình, nhưng không thấy ai bắt máy cả. Thế là cô đành ngồi xuống, lôi quyển sách ra đọc để giết thời gian. Bỗng nhiên, một tiếng động lạ từ đâu vang lên, dọa cho cô sợ chết khiếp. Lúc này, chuông điện thoại lại vang lên. Hóa ra là bạn của cô. Hayley lo lắng người trong quan tài chỉ chết lâm sàng, nên cô đã nhờ bạn mình tra thêm thông tin của người trong quan tài. Ngắt điện thoại đi, tiếng động lạ ban nãy cô cũng quên luôn. Lúc này bên ngoài cũng bắt đầu mưa sấm đùng đùng. Thức đến nửa đêm, Hayley cũng dần dần ngủ thiếp đi. Bỗng nhiên, căn phòng bị mất điện. Hayley sợ chết khiếp, cô cầm máy quay lên tìm nến. Vừa mới thắp nến lên thì lại có điện lại. Nhưng khi cô quay đầu lại, hình như có gì đó sai sai. Hóa ra là cái quan tài lại bị lệch. Cô lấy hết dũng khí đi lên gõ gõ vào cái quan tài. Không có gì bất thường cả. Cô dùng sức đẩy cái quan tài lại một chút, thì xác chết bỗng nhiên cử động. Hayley gọi điện thoại cho đồng nghiệp ngay lập tức, nói là cái xác chết ấy đang động đậy. Nhưng đồng nghiệp lại nói rằng đây có thể là một hiện tượng tự nhiên của một xác chết.
Nếu như không tin thì cô có thể mở quan tài ra xem. Nhưng lúc này thì ai mà dám xem chứ. Hailey lại lấy hết dũng khí đi lên, gõ gõ vào cái quan tài. Đêm hôm thế này rồi còn có người đến thăm viếng sao? Hailey đi ra mở cửa, nhưng ông chú này chỉ ngồi lẩm bẩm một lúc thôi rồi rời đi ngay. Lúc này, bạn cô gọi điện thoại đến, nói là nạn nhân nhảy lầu tự vẫn ở giáo đường, đầu đập xuống đất trước. Lúc còn sống thì có nói nhăng nói cuội một lúc. Đang nói giờ giữa chừng thì căn phòng lại mất điện. Hailey quay sang nhìn cái quan tài. Cô sợ hãi vắt chân lên cổ chạy, nhưng cửa ra thì lại bị ai đó khóa mất. Khi cô quay đầu lại, cái quan tài bị đổ trên đất mà không thấy xác chết nào cả. Cô rụt rè tiến lại gần kiểm tra thì bất ngờ phát hiện có ai đó đang đứng cúp mặt vào tường. Cô gọi tên của ông ta quay đầu lại, nửa cái đầu đã không còn thấy đâu nữa. Hailey sợ chết khiếp, may mà ông ta không có mặt nên không nhìn thấy gì cả. Cô đang loay hoay tìm chỗ nấp thì lại trông thấy một bàn tay đang chậm chậm bò trên đất, còn có cả nửa cái mặt người ở gần đó. Trông có vẻ không có gì là nguy hiểm. Cô mừng thầm thì bỗng nhiên phát hiện nửa khuôn mặt ấy đang nhìn chằm chằm về phía mình. Trông thấy cô, cái xác ấy cũng lập tức lao đến. Trong lúc hỗn loạn thì bên ngoài bỗng nhiên xảy ra một vụ nổ khiến nhà tang lễ bị nổ nát một mảng tường lớn. Cảnh quay thay đổi, Hailey loạng choạng đi ra ngoài. Nhìn dáng đi như vậy, không biết cô ấy có còn sống hay đã chết. Người đàn ông này mở mắt ra, cảm giác bên dưới cổ mình như thiếu cái gì đó. Anh ta nhìn xuống dưới thì thấy thân mình biến thành người bạch tuộc mất rồi. Đây là một đoạn phim ghi hình tại một căn cứ thí nghiệm của ông tiến sĩ biến thái này. Ông ta cầm cái cơ điện lên, bắt đầu công việc của mình. Không lâu sau, Camille khôi phục lại ý thức. Cô tận mắt nhìn thấy ông tiến sĩ đang cải tạo cánh tay của người đàn ông kia thành một lưỡi dao lớn. Cái TV bên cạnh thì đang đưa tin về việc mất tích của mình và lệnh truy nã ông tiến sĩ này. Camille sợ hãi cực độ, ông ta liền dùng gậy sắt áp chế cô lại. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dồn dập. Một nhóm cảnh sát đặc nhiệm cầm súng xông vào, họ nhận lệnh đến đây để bắt ông tiến sĩ. Đối diện với ông tiến sĩ mất nhân tính này, đội trưởng ra lệnh nổ súng bắn chết tại chỗ luôn. Khi tiến hành lục soát hiện trường, họ phát hiện ra các nạn nhân thí nghiệm, trong đó có Camille. Cứ tưởng mình sắp được cứu rồi, nhưng không ngờ rằng nhìn thấy tình trạng của cô thế này, đội trưởng liền giơ súng lên muốn giải thoát cho cô. Cô vẫn muốn sống tiếp, nhưng ông tiến sĩ đã lấy mất dây thanh quản của cô ra rồi, nên cô chỉ phát ra được tiếng xì xì của máy móc mà thôi. Anh lính trẻ lương thiện tên Hippie nhận ra cô là người bị hại nên đã cầu xin đội trưởng giải cứu cho cô. Nhưng đội trưởng lại cố chấp cho rằng cô không còn là người nữa rồi. Đúng lúc này, phòng thí nghiệm bị mất điện. Phát súng đó không làm cô bị thương, giúp cô có cơ hội trốn đi. Phát hiện ra nguy hiểm, nhóm đặc nhiệm quyết định rời đi ngay, nhưng lại gặp phải một sự cố gây nổ, khiến rất nhiều người thiệt mạng. Tiếng còi báo động vang lên, hệ thống tự hủy mà ông tiến sĩ cài đặt sẽ cho nổ tung chỗ này trong ít phút nữa. Lúc này, một người máy cũng thức dậy. Nó vung cánh tay lưỡi dao của mình lên tấn công, mà nhóm cảnh sát vẫn chưa kịp phản ứng gì cả. Trong lúc hoảng loạn, đội trưởng ném ra một quả mìn mới tạm kiểm soát được cục diện. Camille đang chạy trốn thì vô tình chạy vào phòng thí nghiệm của ông tiến sĩ. Trên mặt bàn la liệt những bản thảo về việc cải tạo máy móc của ông ta, cô cũng nhanh chóng tìm thấy khuôn mặt của mình. Cô vội vã chạy đến trước gương, nhìn thấy bộ dạng gớm ghiếc này của mình, cô phát điên đấm nát cái gương luôn. Lúc này, căn phòng sau lưng cô phát ra tiếng động rất lớn. Cô đi tới xem thì phát hiện ra có rất nhiều người đang bị cải tạo ở đây. Họ kêu gào đau đớn, cứ như là địa ngục trần gian vậy. Phía sau cô bỗng xuất hiện một người cảnh sát, đánh ngã cô ra đất. Trong lúc hỗn loạn, Camille đã lắp vũ khí mà ông tiến sĩ thiết kế lên người. Có thứ vũ khí mạnh mẽ này, cô đã tự tạo ra một con đường thoát cho mình, còn trùng hợp gặp được anh lính trẻ Hippie. Nhưng khi hai người cùng nhau rời đi, thì đội trưởng bỗng nhiên xuất hiện. Anh ta bắn cô ngã xuống cầu thang, sau đó lao đến, định kết liễu cô. Nhưng may mà Hippie ra tay kịp thời. Nhưng đúng lúc này, người máy kia bỗng nhiên lao tới kéo Hippie đi. Camille vừa hoàn hồn lại, thì Hippie đã chết rồi. Cô phẫn nộ vô cùng, lao lên phá nát người máy kia, hủy hoại cả hệ thống thần kinh của nó. Sau đó, cô cũng ngất xỉu. Khi tỉnh lại, camera trong phòng thí nghiệm cũng chỉ còn ghi lại được bóng dáng của cô mà thôi. Trên đây là 3 câu chuyện trong bộ phim Đoạn Băng Kinh Hoàng 94. Còn có câu chuyện thứ 4, nhưng mình không dám kể vì nó quá là chân thực nên cũng rất là khủng khiếp. Nói chung là mình cũng không khuyên mọi người xem đâu. Nên là hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nhé.